Hương chào các con khối 7. Chúng ta bước vào năm học mới thật là đặc biệt trong tình hình dịch COVID còn rất phức tạp. Do đó, thầy và trò chúng ta cùng hoạt động dạy và học với hình thức là trực tuyến. Thầy mong rằng tụi con sẽ cố gắng chúng ta thực hiện các nhiệm vụ học tập của mình. Và thầy cũng sẽ đồng hành với các con. Thầy tên là Nguyễn Vũ Hải. Thầy phụ trách môn công nghệ 7 của các con. Thầy mong rằng thầy và trò chúng ta cùng hợp tác với nhau thật là thành công. Học kỳ 1, môn công nghệ chúng ta sẽ tìm hiểu về trồng trọt. Chương đầu tiên đó là đại cương về kỹ thuật trồng trọt với bài số 1, vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. Với bài này chúng ta nắm được và ba vấn đề. Thứ nhất, vai trò của trồng trọt. Thứ hai, nhiệm vụ của trồng trọt. Và thứ ba, một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. Sau bài này, tất cả tụi con cùng làm bài tập trắc nghiệm và thầy điểm. Con nhớ ha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào bài của mình với phần đầu tiên đó là vai trò của trồng trọt. Chúng ta cùng tìm hiểu cho thầy những khái niệm như sau. Thứ nhất, cây lương thực là gì? Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như gạo, bắp, khoai, sắn, vân vân. Thứ hai là cây thực phẩm như rau, quả, ăn kèm với thức ăn cơ bản là cây lương thực. Và thứ ba là cây công nghiệp là những loại cây trồng cho sản phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như mía, bông, cà phê, trà. Ta cùng quan sát hình để chúng ta xem cây lương thực và hay là cây thực phẩm hay là cây công nghiệp. Tụi con thấy trên hình đó là cây lúa. Bên này là cây sắn khoai mì. Vậy cây lúa và cây sắn đó là cây lương thực, cây thực phẩm hay cây công nghiệp? Đó chính là cây lương thực vì nó cung cấp chất bột chính nè tụi con. Thứ hai chúng ta thấy là khoai tây nè, rồi cây ổi. Vậy cho thầy biết coi, khoai tây và cây ổi thuộc cây lương thực, thực phẩm hay công nghiệp? Nó là thuộc về gì? Củ quả nè, trái nè, vậy nó là cây cây thực phẩm. Rồi chúng thấy như cà rốt, bắp cải cũng vậy. Đó, nó là rau củ quả đây thì nó là cây thực phẩm. Rồi chúng ta thấy cây chè, cây mía. Cây chè người ta sấy cho làm trà ha, uống hoặc là uống trà tươi cũng được hoặc là người ta sấy khô. Còn cây mía là người ta thấy người ta sản xuất đường. Rồi tụi con thấy là người ta còn dùng mía để làm cái gì nè? Làm xăng ethanol, có nghĩa là xăng E92 mà người ta đã bán thị trường đó. Để mà người ta đổ cho các loại xe máy và xe mô tô. Rồi vai trò của trồng trọt là gì? Thứ nhất đó là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Chúng ta sống để ăn mà, đâm ra là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Rồi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Ví dụ thầy nói rồi đó, đó là mía để đường, người ta còn làm để mà sản xuất ra xăng, xăng ethanol, xăng E92 rồi hoặc là xăng E95 vân vân. Rồi cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, nghĩa là cho heo, gà, vịt, bò vân vân, cung cấp thức ăn cho nó. Và cuối cùng đó là cung cấp nông sản để xuất khẩu. Ví dụ như tụi con trái cam, người ta ép ra, người ta đóng chặt và ta xuất khẩu sang các nước khác. Và từ những cái vai trò của trồng như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu ra của trồng trọt.
Thầy nhắc lại, dựa vào chồng, vai trò của chồng trò, tụi con hãy xác định cho thầy coi những cái nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ của chồng trò. Người ta cho chúng ta 6 nhiệm vụ và chúng ta xem. Nhiệm vụ thứ nhất, sản xuất nhiều lúa, ngô, người ta còn gọi là bắp đó, khoai, sắn hay là khoai mì để bảo đảm đủ ăn, có dự trữ và xuất khẩu. Thì nhiệm vụ đầu tiên chính là nhiệm vụ của trồng trọt. Thứ hai, trồng cây rau, đậu vừng, người ta gọi là mè, lạc, người ta gọi là đậu phộng, làm thức ăn cho con người. Đây cũng là nhiệm vụ của trồng trọt. Nhiệm vụ thứ ba đó là phát triển chăn nuôi lợn, người ta gọi là con heo, gà, vịt, cung cấp thịt, trứng cho con người. Đây có phải thuộc ngành trồng trọt không? Không nha, đây là thuộc thuộc chăn nuôi rồi, nên không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. Trồng cây mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường, cây ăn quả cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả. Đây cũng là cho chúng ta ăn đây này, cho chúng ta thưởng thức nè. Vậy đây cũng thuộc về nhiệm vụ của trồng trọt. Thứ năm, trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy. Đây chúng ta nhớ nè, chúng ta không có ăn được nên nó không thuộc về nhiệm vụ của trồng trọt. Thứ sáu, trồng cây đặc sản như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu để lấy nguyên liệu để xuất khẩu. Chúng ta thấy đây thuộc về nhiệm vụ của trồng trọt. Vậy qua 6 nhiệm vụ này chúng ta được nhiệm vụ của trồng trọt là gì? Đó là đảm bảo lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Làm gì thì làm, vấn đề lương thực phải trong nước chúng ta phải đảm bảo là đủ và cố gắng người ta có dư để chúng ta xuất khẩu sang các nước bạn để chúng ta tăng thu nhập, chúng ta lấy ngoại tệ về cho đất nước của mình. Vậy để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt chúng ta cần sử dụng những biện pháp gì? Tụi con hãy điền vào bảng dưới đây về mục đích của các biện pháp sau. Người ta đưa ra cho chúng ta 3 biện pháp. Thứ nhất, khai hoang lấn biển. Với khai hoang lấn biển này, với mục đích là cái gì? Đó là tăng diện tích đất canh tác. Thứ hai, đó là tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng. Vậy người ta tăng vụ này để làm cái gì? Đó là tăng lượng nông sản. Thứ nhất chúng ta tăng diện tích, rồi bắt đầu tăng vụ là gì? Tăng lượng nông sản. Thứ ba là áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt, là những kỹ thuật tiên tiến đó, để làm cái gì nào? Đó là gì? Tăng năng suất cây trồng. Vậy để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt chúng ta nhớ cho thầy ba nhiệm vụ như sau, ba cái vấn đề thực hiện như sau, đó là khai hoang lấn biển, tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng, rồi áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt. Thầy và trò chúng ta cùng ôn tập như sau. Câu số 1. Trong nền kinh tế thì trồng trọt có vai trò cung cấp gì? Thứ nhất, thực phẩm cho con người. Thứ hai, câu A đó là thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, nông sản để xuất khẩu. Cả 3 câu A, B, C. Và chúng ta chọn câu nào? 3 câu A, B, C đều đúng, đó là câu D. Thứ hai, loại cây nào sau đây đều là cây lương thực? A, rau quả. B, gạo, khoai lang, bắp, sắn. C là mía bông. D là cà phê, chè. Thì chúng ta thấy rằng đó là gạo và khoai lang. Chính là, hãy đọc lại, gạo, khoai lang, bắp, sắn chính là cây lương thực. Rồi, tụi con thân mến, bài chúng ta kết thúc ở đây. Chúng ta nhớ coi đi coi lại và làm bài tập cho thầy nha.